Quá tuyệt vời luôn tía ơi. Quả này nó khô quá không nhỉ? Đây, sau cho vào mà Dạ. cái này nó đều, nó còn nhả sổi ra tâm nhất. Bóc cổ nó chặt quá. Giờ khô như kiểu thạch. À, một tí mình cho đường mà nó mềm ra nhỉ? Có thể mình nhưng mà sợ nhưng mà hơi khô này. À, cũng khá là bột bột bở khô đấy, khô luôn rồi. Ừ. Trời nắng quá thế này mình siết cổ nó hơi chặt này. Chị. Đấy, mẹ con đi ăn này, Ừ. mình để thưa thì chỗ giúp. Đây này. Ô sao đường màu màu hay nhỉ? À. Có lâu rồi chứ. Chứ giờ mình ăn đường thì có cái đường này nhỉ? Đường kính, nó Đường gọi đường kính kính, cái mà kính sao nó gọi giờ đường nó kính. pha cái là đường màu này. Đường này chắc là thô nó chưa lọc màu đi quá nhỉ? Đấy. Chưa cho máy tẩy hả? À đây đây nè, vẫn là đường à? Ừ, vẫn là đường. Đường sạch Biên Hòa. Đây là hai loại đường à? Bà Thành và bà tí rồi làm bánh rán ấy thì lọc bột rồi cho cái bột này nó vào bình chứa nóng ấy, để vào trong tủ lạnh ấy qua một đêm, mai nặn rán nó cứ bông lên là bà tí ạ. Ô hay nhỉ, ô sao nó hay thế nhỉ, tôi cứ nghĩ nó cho bột nở, bảo tôi nghĩ là nhà hàng nó cho bột nở không riêng đi sang đường ra Gừng giã này, như kiếm như cỏ. chỗ này bánh này, lá khoai này, đường này, quay rồi mình chia sẻ cách nấu bánh là bánh gai. À, không biết ai. Chào cô giã cho bố, bố về mà bố làm thế nào người nó À, cái này phải giã lại nữa hả? dền nó mới đều vào Đúng, vậy mình phải chịu khó mình đè xíu nhỉ? đen Ủa, này có à. cái Đấy thì bố về mâm, nhậu thì có với đen. mâm này hay nhỉ? Mâm này sau này có mới lạ nhỉ? Cái này cái chung mình. À. Mẹ vừa mua là tỉnh thai chứ đâu đó, Là mua cái để làm máng cho vịt ra là làm cái gì à. chứ ai đã cho vịt ăn đó, À, mới thì rửa mua. sạch đi mình ăn của vịt rồi sao đâu, nhưng mà thấy và sao nên thấy nhìn mâm hay thế. Đúng rồi, mịn luôn nhỉ. Thế này, tính ra là cứ làm bột khô khô xong rồi cho đường vào. Đồ đường hợp lý không? Đậu đường cũng được rồi, Ngon nó phải ngọt thì nó mới nâu chiêu, à? nó mà không ngọt là cái nát, cái giống nát là nó nhanh chiêu. Thế thì cho thêm vào nhỉ. Không như thế được rồi, Cô thích ăn ngọt đúng không? cô gái hay thích ăn ngọt đúng, Thế mình cho thêm đường. sợ nhả quá là không. Thực ra là cái bánh này mà ít đường ngọt không ngọt ăn cũng không đúng chuẩn mà nó. Không đúng chuẩn của nó là nó phải ngọt nó mới ăn được. Này đây có gì đâu, thêm tí rồi. Hai bịch đỏ rồi gì? Ừ, một cân À, á. hai bịch đỏ chắc cũng vừa nhỉ. Hai bịch đỏ là 1 kg đường rồi. Một cân á. Tí nữa mình cho thêm đường một cái đỗ kia. Đây, mẹ cho phải cho đường rồi đấy. Mẹ nhắm. Này nhỉ, mới ra nó gói này 5 cái này mà mình nhỉ. Nhanh này. Năm nay nó cứng như vậy, năm nó nhỏ, nó bền bẹt bẹt Ừ. nhằng nhịt trên tay. Đây, nhân đây, đây. Ôi, để đây, Không, để đây, để đây. cứ để đấy để cho bố này. Để một người cuốn, Mọi người quấn à? một người phải chăng chứ. Đẹp hàng quấn đẹp hơn chứ. Thì ai đẹp hơn chứ? Không thể làm nó không có như bánh chưng được, và bảo là người Thì này người kia cuốn. Cái này nó tài. cứ dính đường này. Đấy, dẻo nhỉ. Đấy, sao đẹp luôn. Ừ. Đây. Xét xử cái lá này mà nó có cái chất bổ này thì cũng ngon nhỉ. Không bổ chứ, Bổ gì ta? nói chung là chất này nó tốt đấy, thì người các cụ người ta làm ngàn đời rồi thì
tất nhiên là nó phải được rồi. Bỏ bỏ cái gì đó thì tốt nhỉ, tất nhiên là nó phải được, nó phải làm chứ. Ôi trời, nó có cung này.